Có phải bạn muốn làm mờ ảnh trong PowerPoint? Video này dành cho bạn. Mở file PowerPoint cần chỉnh sửa. Đầu tiên ta sẽ làm mờ ảnh Background. Click chuột phải vào nền và chọn tới Format Background. Đây là nơi quản lý các tùy chỉnh cho nền slide PowerPoint. Ở phần Solid Fill bạn có thể đổ màu nền mà bạn muốn. Tiếp theo có thể dùng lệnh trần Sparkle để chỉnh độ trong suốt của màu. Kéo thả phần trăm mà bạn cảm thấy phù hợp. Lựa chọn Gradient Fill bạn sẽ tạo được ảnh với các màu chuyển đổi chứ không phải duy nhất một màu như phần trên nữa. Điều chúng ta quan tâm bây giờ là phần Picture or Texture Fill. Ở đây bạn sẽ chọn được các ảnh nền theo gợi ý của PowerPoint hoặc Insert ảnh bạn đã chuẩn bị sẵn. Nhấp chọn Insert và chọn ảnh bạn muốn. Lúc này, bạn tiếp tục sử dụng lệnh trần Sparkle để kéo thả độ mờ của ảnh nền sao cho phù hợp với thiết kế. Đây là cách làm mờ ảnh background. Còn với ảnh thiết kế bạn tải vào slide PowerPoint ta làm như sau. Nhấp chuột phải vào ảnh muốn làm mờ, chọn Format Picture. Ở mục Artistic Effect, bạn click và chọn Blue, ô cuối cùng hàng thứ hai bên phải. Như vậy ảnh đã được làm mờ. Độ mờ của ảnh bạn có thể chỉnh sửa tại mục Radius. Ở Artistic Effect có rất nhiều hiệu ứng khác với ảnh. Như vậy, tới đây bạn đã biết cách làm mờ ảnh trong PowerPoint chưa? Chúc bạn ngày mới làm việc hiệu quả. Nếu thấy hay nhớ cho mình một like, một đăng ký. Bạn có thể để lại bình luận về các vấn đề gặp phải khi sử dụng PowerPoint. Mình sẽ làm video trả lời. Cảm ơn và xin chào tạm biệt.